fan rất nhiều khen rằng da mình đẹp và muốn mình chia sẻ skincare routine, nhưng hiếm người biết rằng mình đã từng bị mụn rất nặng, 12 năm dài đằng đẵng và bị nhiều loại mụn khác nhau và xuất hiện ở nhiều vùng khác nhau trên cơ thể. Có những lúc mình bị mụn nặng tới mức mình phải nhập viện một tháng hè hồi học cấp 2. Mình bắt đầu xuất hiện mụn mủ, mụn bọc trên mặt rất sớm và trong quá trình dậy thì có những lúc da trông rất tệ tới nỗi giáo viên còn hỏi mình là em có ổn hay không? Chưa kể một thời gian dài mình bất chấp lời mẹ mắng mà đâm đầu mua và dùng kem trộn. Thời điểm đấy mình đâu có biết nó là kem trộn đâu, chỉ biết là nó giúp làm sáng da mở thâm rất nhanh thời gian đầu mình dùng. Nhưng điều này về lâu về dài dẫn tới hệ lụy là da mặt mình bị bào mòn một cách kinh khủng và từ đó trở đi da mặt trở nên rất nhạy cảm với tất cả các loại mỹ phẩm và trang điểm. Đó là lý do vì sao từ trước tới nay skincare routine của mình chỉ ở mức tối giản và chỉ tới tận năm 2023, có nghĩa là sau 12 năm, tình trạng mụn của mình mới biến mất hoàn toàn. Mặc dù hiện tại thì cứ sau một thời gian thì da mình cũng vẫn bị sần sùi, không nhẵn nhụi khi mà kỳ kinh nguyệt tới hay là khi mình bị stress vì lý do gì đó khiến cho dầu ở quanh vùng T-zone đổ nhiều hơn bình thường, hoặc khi mình làm điều ngu ngốc gì đó như là thử mỹ phẩm mới không đúng cách và khiến skin barrier bị tổn thương. Mặc dù mình có các cách để chữa nó hồi lại nhanh hơn thông thường, tuy nhiên trong video này mình sẽ chỉ chia sẻ một thứ duy nhất giúp mình không còn bị mụn trứng cá nặng nữa. Câu trả lời đó là Accutane. Nếu bạn đã thử nhiều cách dùng nhiều mỹ phẩm làm đủ các loại skincare routine khác nhau mà không chữa được và bạn không có nhiều thời gian để xem tới cuối video này thì bạn có thể lên mạng tự tra cứu nghiên cứu thêm tên của cái thuốc đó mình sẽ để ở đây. Hoặc là khi mà bạn đi khám gặp bác sĩ, bạn có thể đề cập với họ tên loại thuốc này và thử hỏi xem là bạn có khả năng tham gia cái treatment này hay không và phải làm theo hướng dẫn của bác sĩ vì nó có nhiều tác dụng phụ và cần có người theo dõi trong suốt quá trình này. Tuy nhiên, nếu bạn nào muốn nghe hành trình mình trải nghiệm loại thuốc này ra sao để đạt được làn da như ý cũng như là những tác dụng phụ mà bản thân bạn khả năng có thể gặp phải vì chính mình đã trải qua thì hãy đi tới cuối video này nha. Đây khả năng sẽ là video chi tiết nhất từ trước tới nay về loại thuốc uống trị trứng cá ở mức độ thành công cao nhất này. Vậy nên mọi người đừng bỏ qua và sau khi xem xong, hãy tự tìm hiểu thêm và đi gặp bác sĩ để có thể nhanh chóng đạt được mục tiêu là da sạch mụn nha. Đầu tiên chúng mình hãy cùng thử so sánh thêm xem là môi trường sống của bạn và các loại mụn mà bạn đã và đang đấu tranh xem là bao nhiêu phần giống với trường hợp của mình nha. Và da mình kể cả sau khi mà điều trị xong thì nó cũng không bao giờ hoàn hảo 100% cả. Chưa kể là lúc da dở trứng ấy thì trông nó cũng rất là tệ. Và mình cũng cố gắng thay đổi mindset đó là mặc dù ngoại hình ra sao thì mình cũng phải luôn yêu lấy bản thân. Mình vẫn là hoàn hảo nhất và mình phải tự tin khi mà mình ra ngoài gặp gỡ. Nhưng thú thực điều này chưa bao giờ là dễ dàng cả. Vậy nên mình hoàn toàn hiểu cảm giác không tự tin khi mà da mặt có mụn, dù là bất kỳ loại mụn nào, trong bất kỳ trường hợp nào. Các loại mụn mình đã trải qua thì sẽ bao gồm mụn trứng cá, mụn thông thường, mụn trứng cá đỏ, mụn ẩn, mụn bọc, mụn cá, mụn đầu đen, mụn mủ, mụn viêm, nói chung là đủ các loại mụn và nhiều lúc nó còn chồng chéo lên nhau. Các khu vực có mụn thì bao gồm da mặt, vùng cằm, lưng và mông. Mụn lưng và mông thì tự biến mất một cách rất thần kỳ sau khi mà mình sang Nhật sống và mụn mặt khi mà mình ở Nhật thì nó cũng đỡ hơn rất là nhiều. Mình nghi có khả năng cao là do môi trường, nguồn nước và nguồn thức ăn. Khi mà mình ở Úc hay là mình ở Việt Nam thì tình trạng gần như là tệ như nhau. Thực tế ra, việc bị mụn trứng cá ở cả nam và nữ không có quá nhiều bí ẩn gì cả. Nó sẽ nằm ở một trong những nguyên nhân sau. Một là có thể là do yếu tố nhiễm trùng. Có một vài loại vi khuẩn sẽ khiến cho da lên mụn trứng cá thường hoặc là trứng cá đỏ. Hai là thay đổi nội tiết tố. Nội tiết tố thay đổi nhiều trong độ tuổi dậy thì và ở độ tuổi trung niên hoặc là phụ nữ thì sẽ là trong thời kỳ tiền mãn kinh, khiến cho tuyến bã nhờn mở rộng ra và tiết ra nhiều hơn. Vậy nên chúng mình hầu hết ai cũng struggle trầm cảm vì nhiều mụn lúc dậy thì. Thứ ba đó là chế độ ăn uống. Khi mà bạn tiêu thụ thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột, bạn sẽ có thể thấy rõ ràng là bị mụn nhiều hơn. Tiếp theo đó là khi mà bạn căng thẳng stress. Mặc dù cái stress này nó không gây ra mụn nhưng mà nếu bạn đang bị mụn thì cái sự căng thẳng này có thể làm cho tình trạng mụn trở nên xấu hơn. Tiếp theo đó là bạn không chăm sóc da đúng cách. Da khi mà không được bảo vệ, vệ sinh sạch sẽ tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn gây mụn dễ phát triển và khiến cho da suy yếu, dễ nổi mụn. Và cuối cùng đó là bạn lạm dụng mỹ phẩm. Mỹ phẩm mặc dù giúp bảo vệ da và cung cấp các chất dưỡng ẩm cho da, nhưng mà khi bạn sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng hay là mỹ phẩm không phù hợp với da trong thời gian dài, khiến da dễ bị kích ứng, lỗ trên lông tắc bít và hình thành mụn. Ở Việt Nam thì mình biết có nhiều tình trạng mỹ phẩm đều giả trà trộn tràn lan trên thị trường. Chỉ kể một số bạn, ví dụ như mình thì còn rơi vào khả năng bị ngấm độc tố từ các loại mỹ phẩm như là kem trộn, các loại phấn có yếu tố độc hại khiến lớp biểu bì dễ dàng bị tổn thương. Và một khi bị tổn thương thì là mụn sẽ hình thành rất là dễ dàng. Trong quá trình trị mụn,
Mình mắc 3 lỗi sai rất lớn và rất tệ. Hy vọng là không bạn trẻ nào sẽ lặp lại như mình. Đó là khi mà có mụn, việc đầu tiên mình làm là nặn be bét nó ra. Sự việc này nó đã hình thành từ rất lâu rồi và nó kiểu một thói quen rất xấu và rất khó để mình có thể dừng lại. Cái nặn mụn này nó được coi là bệnh lý luôn ấy. Nó gọi là skin picking disorder, chứng bệnh nặn trứng cá một cách không kiểm soát. Là một bệnh khi mà bạn thích nặn mụn trứng cá, cào cấu da nhiều lần và gây cháy xước, tổn thương nhiễm trùng da của bản thân. Một số người khác thì nó sẽ biểu hiện qua việc thích bứt tóc và nhổ tóc này. Thì đây là lỗi sai đầu tiên và cũng là lỗi nghiêm trọng nhất với mình, bởi vì nó còn khiến cho mụn loang lổ ra khắp mặt vì mình nặn bằng tay và khiến da bị nhiễm trùng nặng thêm, để lại sẹo nhiều chỗ là sẹo lồi, nhiều chỗ là sẹo lõm và không thể biến mất theo thời gian mà chỉ có thể làm laser mới chữa được. Ngoài ra điều này khiến cho mặt mình có nhiều đốm màu sáng tối khác nhau, hyperpigmentation, và cái sự không đều màu này khiến mình rơi vào vòng lặp sử dụng nhiều phấn nền hơn, sử dụng foundation để che đậy đi những cái vết đó và nó khiến cho da của mình càng bị bít tắc hơn. Lỗi thứ hai là mình sử dụng mỹ phẩm linh tinh lên mặt mà không đi khám bác sĩ trước. Ban đầu chỉ đơn giản là mình thay đổi các loại sữa rửa mặt hay là kem dưỡng ẩm khi mình xem các clip trên mạng, mà thời đấy nó không phổ biến như bây giờ đâu. Phải tầm hơn 10 năm trước rồi các bạn ạ. Mà không hiểu sao hồi đấy nha, mình lại vô tình xem được quảng cáo kem trộn mới hay. Mình xem xong cũng nghĩ nó là thần dược, bởi vì họ quảng cáo tâng bốc lên mây. Mình xem xong mình không biết tìm hiểu ở đâu, vì đâu có chỗ nào viết hay bàn về cái loại kem trộn đó đâu. Khổ hồi đấy là mình đâu có đi khám da liễu gì đâu. Khám da liễu là một cái gì đó rất là xa vời, mình còn không biết nó tồn tại luôn. Mẹ mình thì chỉ bảo là con gái lớn tuổi dậy thì ai cũng bị mụn hết, mình chỉ cần ăn ngủ nghỉ đúng giờ thì dăm ba bữa nửa tháng sau nó tự khỏi thôi. Ấy thế nên là lúc mẹ mình khuyên ngăn mình không được sử dụng những cái sản phẩm linh tinh trên mạng, mình không muốn nghe, mình rất là bướng, và rồi mình tích góp tiền ăn sáng mua cho bằng được cái lọ kem trộn đó, và hình như là nó khoảng tầm 300, 400, 500 nghìn một lọ, mình cũng không nhớ chính xác, mà cái hũ nó bé tí thôi à. Lỗi thứ ba đó là mình tin là không có thứ gì, sức mạnh thần bí gì có thể giúp mình thoát khỏi nỗi thống khổ từ mụn này. Mình đã tốn rất rất nhiều tiền đi khám bác sĩ da liễu ở cả Úc và Việt Nam, và đây là những cái điều mà họ khuyên mình. Nghe nhiều cái nó cũng được cười, đến từ bác sĩ Việt, Trung, Úc, Mỹ, Anh có hết, nhưng mà vì mình cũng quá thất vọng rồi cho nên là khi mà họ khuyên nói gì mình cũng làm thử hết. Đầu tiên đó là họ bảo mình không được dùng sữa rửa mặt nữa, thay vào đó là dùng xà phòng rửa mặt. Ngoài ra thì mình không được sử dụng bất kỳ thứ gì khác lên mặt, kể cả là moisturizer. Bác sĩ bảo là một ngày phải dùng một chiếc khăn mặt kỳ thì là mạnh lên da mặt 3 lần một ngày, sáng, trưa, tối. Mặc dù những lần gặp những cái bác sĩ này thì toàn là nghe những thứ linh tinh là chính, nhưng mà có một điều đặc biệt giúp mình mở mang tầm mắt, đó là có một bác sĩ có kiểm tra da mặt cho mình, nói với mình là da mình bị ngộ độc từ sử dụng các loại mỹ phẩm, đặc biệt là foundation, phấn phủ. Bác sĩ này khuyên mình là từ giờ trở đi nên dừng tất cả các loại mỹ phẩm lên mặt. Điều này ban đầu với mình thực sự rất là khó nghe và khó làm, bởi vì khi mà mặt mình có mụn, có các vết thâm, các vết sẹo mà mình phải đi ra ngoài làm việc, mình không thể tự tin ngẩng đầu gặp ai hết, và mình chỉ có một cách duy nhất đó là đắp phấn lên mặt để che đi những cái khuyết điểm đó mà thôi. Tuy nhiên vào đầu năm 2020, Covid bắt đầu xảy ra và mình dành phần lớn thời gian ở nhà. Vậy là mình đã quyết định không sử dụng mỹ phẩm nữa, và từ đó tới giờ đã hơn 3 năm mình không động vào bất kỳ loại mỹ phẩm, foundation, phấn phủ, phấn nền. Mình cứ đi đi lại lại qua các phòng khám da liễu khác nhau, thử các cái routine khác nhau, cho tới một ngày mình được khuyên là có khi mình phải sử dụng thuốc uống chữa mụn từ bên trong, chứ chữa ở bên ngoài không có tác dụng với mình, bởi vì là mình bị mụn dai dẳng rất là lâu rồi. Và người bác sĩ đó kêu là mình nên sử dụng Accutane. Accutane hay còn gọi là isotretinoin là một dẫn xuất của vitamin A thuộc nhóm retinoid, là thuốc điều trị trứng cá có hiệu lực mạnh, có hai hàm lượng phổ biến nhất hiện nay, đó là 10 mg và 20 mg. Thuốc sẽ được bác sĩ chỉ định trong việc điều trị mụn từ trung bình đến nặng. Đa số bệnh nhân đạt được hiệu quả và cải thiện ngoạn mục các triệu chứng của mụn trứng cá với kết quả hiệu quả lâu dài sau một liệu trình từ 15 đến 20 tuần sau khi sử dụng. Ngoài ra thì thuốc còn có khả năng ức chế sự phân hủy collagen, tăng tổng hợp collagen và ngăn ngừa sẹo mụn hiệu quả. Thì lý do vì đâu mà cái thuốc này lại làm hết mụn được? Thứ nhất, nó thu nhỏ kích thước tuyến nhờn và giảm tiết tã nhờn, suy ra nó sẽ giảm mụn. Thứ hai là nó giúp ổn định sừng hóa của nang lông. Việc giảm tiết tã nhờn sẽ giúp cho độ pH ở bề mặt da ổn định hơn, giúp giảm tình trạng sừng hóa và cân bằng hệ khuẩn, và giúp lỗ trên lông thông thoáng hơn, ngăn ngừa hình thành nhân mụn và ngăn sự hình thành mụn mới. Thứ ba, nó sẽ kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn gây mụn, bởi vì là do nguồn thức ăn chính những loại vi khuẩn gây mụn này là túi bã nhờn này, bụi bẩn, tế bào chết vân vân. Nhưng mà khi hệ kháng khuẩn được cân bằng và tuyến nhờn được ổn định thì nguồn thức ăn của cái loại vi khuẩn này nó sẽ dần mất đi, và từ đó sẽ làm giảm được sự sinh trưởng của những cái loại vi khuẩn gây mụn. Thứ tư, nó sẽ giúp giảm viêm. Khi mà vi khuẩn gây mụn bị kìm hãm, cơ thể không nhận thấy sự tấn công của vi khuẩn gây mụn, do đó cơ thể sẽ không còn phản ứng lại và tình trạng viêm sẽ hết. Vì cái thuốc này tác động được cả lên 4 cơ chế, cho nên là nó sẽ có khả năng thuyên giảm mụn lâu dài.
Tuy nhiên không phải ai cũng được dùng cái thuốc này, đặc biệt là những ai rơi vào các trường hợp sau. Thứ nhất là bạn có dấu hiệu hoặc là bị suy giảm chức năng gan và chức năng thận. Thứ hai là bạn đang gặp phải tình trạng thừa vitamin A, ngộ độc vitamin A, đặc biệt là khi mà bạn đang mang thai hoặc phụ đang cho con bú thì không được sử dụng cái thuốc này. Ngoài ra trẻ em dưới 12 tuổi cũng không được sử dụng các loại thuốc này. Vậy nên trước khi kê đơn cho mình thì bác sĩ ở bên này họ đã yêu cầu mình phải làm các loại xét nghiệm như là thử máu, nước tiểu để kiểm tra việc mang thai và chức năng thận. Mình phải thử hai lần khác nhau trước khi được đi tới cái bước tiếp theo. Ở Việt Nam thì mình không rõ về kiểm tra này sẽ bao gồm những khâu gì. Ngoài ra khi mình bắt đầu thì mình chỉ bắt đầu với một lượng nhỏ thôi, là viên 10mg, một viên một ngày và không dùng liên tiếp quá 30 ngày. Và tùy thuộc vào cơ địa, cân nặng của mỗi người mà bác sĩ sẽ cho bạn dùng bao nhiêu tuần. Mỗi treatment nhất định. Lưu ý khi sử dụng thuốc đó là khi uống Accutane thì bạn phải uống với một cốc nước. Bạn không được nhai hoặc là ngậm cái viên nang đấy. Ngoài ra bạn phải sử dụng loại thuốc này đúng trong khoảng thời gian chỉ định của bác sĩ. Ban đầu với một số bạn, mụn trứng cá có thể trở nên nặng hơn, nhưng sau đó tình trạng này sẽ bắt đầu cải thiện hơn. Vậy nên đừng quá lo lắng. Với mình thì mình thấy có tác dụng ngay sau 2 tuần sử dụng và đến tuần thứ tư cũng là sau 30 ngày. Mình đã hoàn toàn hết mụn, chỉ còn lại thâm và sẹo và mụn mới cũng không hình thành nữa, hoặc là nó chỉ kiểu li ti và mình cũng dùng thuốc uống từ đó. Kể từ đó tới nay thì mình chỉ tập trung vào trị mụn và với thời gian trôi đi thì các vết thâm cũng mờ và biến mất gần như là hoàn toàn. Tuy nhiên mọi thứ không tốt đẹp và thuận lợi 100% kể từ lúc mà mình bắt đầu sử dụng cái thuốc này. Trong quá trình điều trị và kể cả là sau khi mà mình ngưng thuốc một thời gian, mình vẫn bị các tác dụng phụ đeo bám dai dẳng bao gồm khô môi, khô da, da môi bong tróc hàng ngày và mỗi sáng tỉnh dậy thì mình có chút chảy máu mũi ở bên trong, mắt cũng bị khô hơn, rụng tóc rất là nhiều và da nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt trời nữa. Tuy nhiên đây chưa phải là toàn bộ tác dụng phụ. Trước lúc bắt đầu cái lộ trình này thì bác sĩ đưa cho mình đọc một danh sách dài các tác dụng phụ bệnh nhân có thể gặp phải và mình phải đọc hết và ký là mình chấp nhận những rủi ro này khi mà tham gia điều trị. Danh sách này bao gồm ví dụ như là có tác dụng phụ với gan, thuốc có thể khiến cho men gan lipid máu tăng tạm thời với một số biểu hiện bên ngoài như là vàng mắt, da, nước tiểu sẫm màu. Vậy nên trước cái treatment này thì mình phải kiểm tra gan tận 2 lần và trong quá trình uống thuốc mình cũng mua uống bổ sung các thực phẩm chức năng để bổ gan bổ thận. Đối với máu hay là mạch máu thì cái thuốc này có thể gây giảm lượng hồng cầu, bạch cầu. Thuốc còn có thể gây tác động khiến cho người bệnh luôn trong trạng thái lờ đờ, mệt mỏi, buồn ngủ, thậm chí là có thể thay đổi cảm xúc, trầm cảm, rối loạn hành vi. Nói chung là hồi đấy mình thấy cũng hơi trầm cảm một tí, nhưng mà chắc là do mình lo sợ là không biết là nó có tác dụng của mình hay không. Và đặc biệt là đối với phụ nữ có thai và đang cho con bú, những tác động của thuốc này lên trên đối tượng này rất là mạnh nên là cần phải được phòng tránh. Bởi vì thuốc có thể khiến cho thai nhi bị dị tật. Vậy nên trước treatment và trong quá trình điều trị bạn phải chắc chắn là bạn sẽ không mang thai. Một số phản ứng phụ nghiêm trọng có thể bao gồm như là phát ban, khó thở, sưng ở mặt hoặc là cổ họng, hoặc là có phản ứng da nghiêm trọng, sốt, đau da, đau họng, phát ban đỏ kèm theo phồng rộp, bóc vẩy. Khi mà có những cái phản ứng này thì chúng ta cần phải ngưng sử dụng thuốc ngay và tới cơ sở y tế để kiểm tra ngay lập tức. Ngoài ra cần lưu ý không làm một số điều dưới đây khi mà bạn đang sử dụng thuốc. Thứ nhất là không dùng thêm các chất bổ sung vitamin nào hoặc là những cái khoáng chất có chứa vitamin A khác trừ khi được bác sĩ chỉ định sử dụng. Tiếp theo là bạn không được hiến máu trong thời gian sử dụng thuốc và ít nhất là 30 ngày sau khi bạn ngưng sử dụng thuốc. Tiếp theo đó là hãy tránh việc sử dụng các biện pháp thô bạo trên da hay là tránh các vết thương vì nó sẽ có nguy cơ tạo sẹo cao hơn. Vậy nên là khi mà sử dụng thuốc này thì bạn đặc biệt đừng dùng tay nạn mụn. Khi dùng thuốc có thể khiến cho da dễ bị bắt nắng hơn. Hãy mặc quần áo bảo vệ bảo hộ và sử dụng kem chống nắng. Một lần nữa mình khẳng định đó là không phải ai cũng phù hợp với loại thuốc uống Accutane này. Mình không có dụng ý khuyên các bạn đi tìm mua loại thuốc uống này ngay. Mình muốn chia sẻ một cách chân thực chi tiết rõ ràng nhất quá trình mình đi từ mụn nặng dai dẳng 12 năm tới hết sạch mụn. Và kể cả là sau khi mà dùng thuốc xong thì mình vẫn có mụn quay trở lại nha, chứ không phải là nó ngưng 100%. Nhưng mà nó không phải là những cái loại mụn trứng cá nặng như là mụn viêm, mụn nội tiết, mụn đỏ, mụn ẩn nữa, mà phần lớn là kiểu mụn đầu trắng hoặc là khi mà mình có những cái động thái khiến cho da mặt bị tổn thương. Ngoài việc bạn có đi điều trị mụn hay là uống thuốc ra sao, có một số việc nhất định phải làm nếu muốn thành quả về lâu về dài, bao gồm: một là bạn phải giặt chăn ga gối đệm thường xuyên. Hãy sống một cách sạch sẽ, quan tâm đến môi trường sống xung quanh của bạn. Điều này sẽ giúp ích rất rất nhiều cho làn da của mình đó nha. Thứ hai đó là hãy giảm lượng đường và tinh bột trong cái chế độ ăn uống của bạn. Tất nhiên mình biết rất là khó là có thể giảm từ 100% xuống 0%. Ví dụ thay vì uống trà sữa mỗi ngày thì bạn có thể biến nó thành là một vài lần một tuần, rồi sau đó là một lần một tuần, rồi sau đó là một tháng một lần. Tiếp theo, mặc dù điều này mình tin là bạn đã nghe từ cha mẹ và trên mạng rất là nhiều rồi là bạn cần phải uống đủ lượng nước hàng ngày, nhưng vì điều này rất rất là quan trọng nên mình cần phải đặc biệt nhắc lại, nếu như ngày hôm nay bạn chưa uống nước thì trong lúc đang xem video của mình bạn hãy đi uống đủ một cốc nước ngay cho mình nhé. Ngoài ra một điều nữa cũng liên quan tới nước, đó là nguồn nước của chúng mình để rửa mặt và tắm rửa. Điều này tất nhiên là nó nằm ngoài sự kiểm soát của bạn. Mình khẳng định một điều đó là khi mình ở Việt Nam da mặt cũng liên tục lên mụn, mặc dù mình chỉ về Việt Nam tầm 3 tuần đến 1 tháng 1 năm thôi.
Sau khi mình về lại Úc thì phải mất một thời gian làn da nó mới hồi phục, và mình có thể thấy cái sự khác biệt ở đây, cho nên là cái nguồn nước thực sự là một điều các bạn cần để ý tới. Khi mà mình ở Nhật thì mình không cần phải làm bất kỳ điều gì, chỉ cần sử dụng sữa rửa mặt và kem chống nắng hàng ngày là cũng đủ để khiến cho da mặt của mình căng mịn mà không có một chút mụn nào. Mình cũng tìm hiểu và thấy là có nhiều sản phẩm về giấy hay là màng lọc nước đang được ra bán trên thị trường. Nếu như bạn có điều kiện và muốn dùng thử thì mình nghĩ đây có thể là một cái đầu tư thông minh, có tác dụng về lâu về dài. Tuy nhiên một lần nữa mình cũng khuyên là các bạn cần phải tìm hiểu kỹ, đọc kỹ review trên mạng, bởi vì là có rất là nhiều cái sản phẩm không chính hãng trôi nổi trên thị trường. Tiếp theo đó là nếu như các bạn có dự tính thay thế hay là sử dụng một loại sản phẩm mới nào bạn chưa dùng qua bao giờ cho vào skincare routine của bạn thì phải luôn test kiểm tra kỹ trên một số vùng da nhất định rồi mới sử dụng trên da mặt. Và có nhiều sản phẩm nó ghi trên hướng dẫn sử dụng đó là bạn có thể sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên nếu như cái sản phẩm đó có những hoạt chất mạnh trên da thì bạn nên sử dụng ít lại. Ví dụ khi mà bạn bắt đầu thì bạn có thể sử dụng 1 đến 2 lần một tuần. Sau một vài tuần bạn sử dụng mà thấy nó không có dấu hiệu khiến cho da có vấn đề gì thì bạn mới bắt đầu mở rộng sử dụng nhiều lần hơn. Chứ đừng răm rắp nghe theo hướng dẫn sử dụng, bởi vì là ai cũng muốn bán nhiều sản phẩm hơn mà đúng không? Và hàng ngày đừng quên sử dụng kem chống nắng. Kem chống nắng có tác dụng giảm mụn và phai vết thâm. Và đừng quên reapply sau khoảng tầm 2 đến 3 tiếng mỗi khi bạn ra ngoài, đặc biệt vào ngày nhiều nắng. Còn ngày nào mà trời âm u, bạn ở trong phòng cả ngày thì cũng không cần thiết phải dùng kem chống nắng. Nếu bạn muốn tiện để sử dụng thì bạn có thể mua kiểu cái kem chống nắng hoặc là kem chống nắng dạng xịt, bạn không cần dùng tay bôi lên mặt, rất là tiện. Tiếp theo đó là khi mà bị mụn thì bạn hãy cố gắng đừng stress quá nhiều. Mình hiểu điều này, cái việc bạn stress đó chỉ khiến cho da tiết ra nhiều bã nhờn hơn, nó giống như kiểu là một vòng lặp luẩn quẩn khiến cho mụn nặng thêm, bạn stress thêm, mụn lại càng nặng thêm và nhiều thêm. Cuối cùng cũng là một điều cực kỳ quan trọng, hãy cố gắng đừng nặn mụn. Hãy dùng thử các cách từ việc cắt móng tay cho đến vứt bỏ những cái loại dụng cụ nặn mụn đi, hoặc có thể là dán báo vào gương hay là làm bẩn gương, và hãy cất gương để bàn đi. Hãy đặt bản thân trong một môi trường mà không dễ dàng có thể nặn mụn được. Như vậy sẽ khiến cho cái khả năng bạn làm nặn mụn sẽ ít đi. Thực sự có một điểm phải công nhận đó là nói thì dễ thôi, chứ còn khi mà đã có cái thói quen xấu nào hình thành lâu dài thì nó thực sự rất 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 khó để có thể xóa nó đi. Mình cũng chia sẻ thực lòng đó là không phải 100% lúc nào mình cũng làm theo lời của mình được. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau là đôi bạn cùng tiến. Hãy cùng nhau mỗi lần tính nặn mụn thì hãy nghĩ là khi mà động tay vào mặt nó sẽ chỉ khiến cho tình trạng da của ta tệ đi gấp 100 lần. Thì hy vọng là cái điều này có thể khiến cho chúng ta chùn bước trước cái thói quen rất rất tệ hại này nha. Hãy cố lên chúng mình. Okay. Sau khi mà xem video này xong thì các bạn hãy cố gắng tìm hiểu thêm, đặc biệt là cần phải đi khám da liễu và cân nhắc thêm trước khi sử dụng bất kỳ một loại sản phẩm nào khác nha. Chúc mọi người có một làn da trẻ khỏe, sạch mụn và stress free. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ cuối video này.